Gần đây có nhiều người phản ánh tại sao một tuần ông mới ra một clip vậy? Thời gian này là dịch bệnh nó đang hoành hành đó. Trong video này mình sẽ trở lại làm diễn viên, là quay cho các bạn xem một cái vlog về thử thách các video TikTok triệu view. Mấy clip TikTok triệu view đó khó làm dữ lắm nha. Ông nhắm làm được thì làm, không thì thôi. Đây là một cái video dạng thử thách, không có quan trọng làm được hay là không làm được. Và bây giờ hai anh em mình sẽ rủ thêm một ông bạn nữa để thực hiện cái video này nhé. Ông đừng có nói với tôi là ông rủ tài man nha. 2 hours later. Rồi hai anh em bay hẹn nó ra công viên nó làm gì đây? Nó lẹ lẹ đi, đứng đợi nè. Nghỉ lâu quá không có quay clip cho nên hôm nay hẹn tài man và ông chùm ra đây để chúng ta thực hiện một cái thử thách bắt chước những video triệu view trên TikTok. Bây giờ tôi có cái này, ba người chúng ta mỗi người hãy chọn ra một cái video trên TikTok và bắt chước làm theo. Sau đó cuối cùng ai làm được nhiều thử thách hơn thì lấy tiền của hai người còn lại. Rồi giờ là bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Ít quá mày ơi, 500 ngàn đi. Wow. 500 thì 500, tôi sợ không hả? Rồi mất 500 ngàn đây mày. Trời ơi, chưa có biết thử thách như thế nào mà mày chơi bạo quá vậy hả? 500 ngàn mày đâu? Cầm, quay tao. Đây 500 ngàn nha các bạn. Nào mày, video đầu. Ai chơi trước? Body 6 muối. Nhớ đấm mạnh mạnh vô nha, chứ đánh nhẹ tôi không có thấm. Body thật lớn, lạnh quá. Đấm mạnh vô, mạnh vô, mạnh nữa, mạnh nữa. Mạnh vô, mạnh vô. Mày đấm đi, mày không có ăn sáng hay gì á, sao mất vậy? Ngừng lại. Ngừng lại, ngừng lại đi, ngừng lại. Cái gì? Từ đó giờ nó bỏ cuộc, nó kêu mày dừng lại, sao mày đánh hoài vậy? Hả? Mày đánh ông sữa luôn rồi. Nãy nhìn thấy tướng ông chùm là tao nghi rồi. Tao biết ông làm được rồi. Có tao nè. Thằng ơi, con lợn hả? Vị huynh đài cho hỏi có phải anh đang có bầu không hả? Ông bạn tài man này của mình phải nói mở quá nhiều phòng bụng các bạn. Chắc là đấm không có thấm đâu. Để tôi giúp ổng thực hiện thử thách này cho. Bài vô. Đấm đi, nhớ đấm cho mạnh vào. Đấm đi mày, múa hoài. Hả? Chị mới có một đấm thôi mà chịu không nổi rồi. Cái thử thách này không ổn rồi. Còn lại một mình mày đấy Vinh. Tao mày vô làm thử thách kìa. Vô dạy okay, tao đi. Ok các bạn. Bấm đi. Rồi, được rồi. Nãy giờ ông đấm 30 cú đấm rồi. Coi như ông Tony cũng vượt qua thử thách này. Công nhận, múa bụng Tony nó lợi hại thiệt. Thử thách thứ hai tôi sẽ là người đưa ra. Nè, ông coi clip này nè. Thử thách thứ hai chính là nhún nhảy trên mặt nước. Tưởng cái thử thách nào ghê lắm, hóa ra là cái nhảy trên mặt nước thôi đó mà. Thách thằng ơi, thử thách này khó lắm ông nội. Trời ơi, nó dễ ẹt, còn nào khó hơn nữa không? Để thằng này làm trước cho. Ok, vậy thì tài man sẽ thực hiện cái thử thách nhún nhảy trên mặt nước này đầu tiên nha mọi người. 5 minutes later. Do cái thử thách thứ hai lần này hơi rắc rối cho nên phải chuẩn bị thao nước này kia nha các bạn. Vô nước giùm coi hai ông bạn. Đây, thử thách thứ hai này các bạn thấy vậy chứ đòi hỏi cái đội chân phải rất là khỏe nha. Và cái thử thách này sẽ được do ông Trùm là người khởi xướng đầu tiên nên ông ấy sẽ là người chơi đầu tiên luôn nha ông Trùm. Ok. Hai thao nước đã được chuẩn bị nha mọi người. Tôi đã luyện cái skill này hơn một năm rồi cho nên bây giờ mời quý vị khán giả hãy xem tôi biểu diễn. Nhảy đi. Lần thử thách của ông Trùm phải nói rất là thành công nha các bạn. Ông hay quá, ông vô ông chơi đi. Để tao. Ok, để cho tài man vô chơi trước đi, tới mình chơi cuối. Cái này thấy vậy mà khó quá các bạn ơi. Đạp nhẹ con cái mở bãi thao luôn rồi. Tới lượt của tài man nha các bạn. Tài man à, chuẩn bị cho tài man. Vô nè, vô nè. Chạy đi tài man ơi.
Ây da, thất bại rồi các bạn ơi. Cố gắng hết sức mình để coi coi có thành công được hay không thôi. Chứ thấy tỷ lệ thất bại là 80% rồi đó. Rồi, nhảy đi. Chưa, từ từ anh em ơi. Theo bắt chấn lùi lấy cái đó. Ở đây đi. 1, 2, 3, 4, 5. Này và 5 nè. Quá khó các bạn ơi. Có thử thách người ta đưa ra thì người ta làm được, mà thử thách ông chùm đưa ra mà ông chùm làm hóp được. Thử thách cuối cùng của ông là gì, ông nói lẹ đi. Đây cái thử thách này đây. Đâu rồi ông làm được không? Hãy xem ta đây. Mấy cái hip hop các bạn thấy vậy chứ đừng có bắt chước làm theo nha. Lay quay quay là gãy tay luôn đó các bạn. Nhưng mà tôi không tin là ông bạn tôi có thể làm được. Đó bây giờ tôi và ông Trùm ở đây sẽ chứng kiến xem coi anh Tài này anh thể hiện được những cái gì. Gào khác ông Trùm ơi. Coi chừng nó nhảy nó đá trúng mày đó. Thử thách này là chuyện nhỏ. Tao tin mày. Thứ dữ nữa rồi. Rồi sao bố cuộc hay làm lại? Chắc là làm lại quá mày. Cho mày một cơ hội cuối cùng nha. Làm lẹ đi. Wow. Quá ghê luôn rồi. Hả? Thì ra đó là skill chó con trồng cây chuối trong truyền thuyết. Cái gì vậy ông nội? Cái đó là skill nhảy hip hop của người ta. Mà không nghĩ tới là cái thằng bạn tài man này của tôi có thể biết nhảy hip hop các bạn. Thật là quá bất ngờ, quá bất ngờ. Rồi nè. Rồi. Có cần tôi gọi xe cấp cứu trước cho ông không? Tôi khuyến cáo các bạn á, những đi nhảy vậy á, là cho những người chuyên môn làm. Các bạn đừng nên làm theo. Wow, ghê vậy. Đó, sao thằng này nó múa đẳng cấp quá vậy? Thiệt là đẳng cấp quá đi. Cái thử thách thứ ba mình đã hoàn thành tốt rồi đó. Bây giờ tới ông Trùm và Tony. Chờ ông Trùm ơi. Thằng này nó múa gì trời? Hồi nãy nó múa gì vậy ông nội? Cũng được rồi các bạn ơi, bỏ cuộc. Tới ông vô đây, tôi quay phim cho. Thằng em xàm mà tới thằng anh xàm dữ nữa. Trải qua 3 video TikTok triệu view thì thử thách đầu tiên đấm với bụng mình đã chịu đựng được, hoàn thành một cách rất là xuất sắc. Riêng về cái thử thách thứ hai nhảy qua 2 thao nước của ông Trùm thì cũng đã thất bại. Riêng về thử thách múa hip hop của anh Tài Man thì cũng đã thành công rồi. Nhưng giờ tiền đâu? Chịu gửi đâu? Nhưng mà giờ không biết số tiền này chia ra như thế nào đây hả? Thôi mình đánh tù xì đi. Cái gì? Quản tù tì á. Trời ơi, quản tù tì đi. Cầm đi. Quyết định cho nó lẹ dứt khoát luôn nè. Vô ai? 1 2 kéo búa bào thôi nha, cắm cho cái giếng nha. Vô. Game over. Một triệu rưỡi thì một ngàn. Tài man nha các bạn. Chết rồi, tôi chơi thử thách tôi hết 500.000 rồi. Ông cho tôi mượn 200.000 nạp tiện thoại cài đặt 3G truy cập internet rồi. Nhân tiện ở đây mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng đọc báo mà kiếm tiền. Đó là báo hay 24 giờ. Ứng dụng này hả? Mấy đứa bạn tôi cũng xài nè. Đầu tiên mới vào đây là các bạn nhận thưởng được 0.1 xu. Các bạn tích xu đổi thành tiền điện thoại. Hiện tại ở đây là người ta quy định là 1 xu nó sẽ bằng 100 đồng. Đó thì đây mình có là 3.130 xu. Đó các bạn điểm danh thôi cũng có xu nữa. Đây có được 0.5 xu. Các bạn cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ ở đây để tích lũy thêm xu bằng cách đọc báo. Đấy. Và ở đây là cái mã giới thiệu của mình 9AMFT. Khi mà có một bạn nào đó tải ứng dụng này về, nhập cái mã giới thiệu này vào thì các bạn sẽ có thêm tiền. Giờ mình sẽ đọc bất kỳ một bài báo nào đó nha. Bộ Y tế không cho phép xét nghiệm Covid-19 lấy giá dịch vụ theo yêu cầu. Đấy, giờ mình sẽ đọc. Sau khi các bạn đọc xong một cái bài này, mình tăng thêm kiến thức mà đã có thêm tiền đó. Và nó quá ngợi rồi. Đây, sau khi mình đọc báo được chút xíu thì trên này nó có cái mục nhận. Bạn đã nhận được thêm 0.08 xu ở đây. Rồi bây giờ rút cuộc rút tiền nạp điện thoại ở chỗ nào nè? Ở mục VIP bên này nha các bạn. Vào mục cá nhân. Ở đây các bạn có thấy là 3.130.88 xu. Nhấn vào chữ đổi thưởng. Như giờ mình nạp vào 200.000 đi. Nó xác nhận quy đổi, xác nhận. Rồi thế là thành công rồi đó các bạn. Ứng dụng này hiện nay rất là phổ biến nè. Và đường link tải ứng dụng này được ghi ở phần bình luận. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tải ứng dụng này về sử dụng liền đi nào.
Sắp tới mỗi tuần sẽ cố gắng ra một video giúp cho các bạn giải trí trong mùa dịch này. Hẹn gặp các bạn những video sau, bye bye.